Xin chào các bạn, trong cái video ngày hôm nay mình xin chia sẻ với cả các bạn món đậu hũ sốt thịt băm và cà chua nhé. Đây là các cái thành phần nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị, bao gồm có 150g thịt băm, 300g đậu phụ, 2 quả cà chua, 1 củ hành khô và hành mùi. Đậu phụ mình mua về mình rửa sạch, sau đấy thì mình sẽ cắt miếng vừa ăn nhé, người để đem rán á. Cho chảo lên bếp đun nóng rồi cho dầu ăn vào nhé. Mình cho đậu vào rán. Trong lúc mà chờ đậu chín thì mình sẽ ra mình thái cái hành mùi với cả cà chua nhé. Hành khô rồi mình băm nhỏ ra. Cái mùi này mới thái nhưng mà đã thấy rất thơm rồi các bạn. Cà chua mình cũng thái nhỏ ra nha các bạn nhé. Đậu các bạn lật rán vàng đều hai mặt nhé. Đậu chín thì các bạn gắp ra cái đĩa thấm dầu nhé. Cho cái giấy thấm dầu để cho nó hút bớt dầu đi. Các bạn múc bớt dầu ra rồi mình cho cái hành củ vào mình phi thơm nhé. Mình cho thịt băm vào. Tiếp theo các bạn cho cà chua vào nhé. Mình nêm gia vị vào nhé, cho một ít muối này, một ít mì chính hoặc bột nêm nhé. Mình cho thêm một ít nước vào. Cà chua nhừ rồi nhá, thì mình cho đậu vào mình sốt. Các bạn lật đậu để cho nó thấm đều nước sốt hai mặt nha các bạn nhé. Các bạn lên lại gia vị cho nó vừa ăn. Sau khi mà đậu sốt ngấm các cái gia vị rồi thì mình cho thêm một ít hạt tiêu vào. Các bạn cho đậu ra đĩa, rắc một ít hành lá và cái mùi lên nhé. Như vậy là hôm nay mình đã giới thiệu với cả các bạn món đậu hũ sốt cà chua thịt băm. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn like, ấn đăng ký kênh để theo dõi các cái video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.